tiếp thôi. Về nguyên nhân gây ra bệnh lý nội tiết thì chúng ta có thứ nhất là nguyên nhân thần kinh. Về thần kinh thì chúng ta có loạn chức năng. Chức năng có nghĩa là ở vùng dưới đồi hay là ở tuyến yên hay là trung tâm nội tiết đó kem, thì sẽ bị thay đổi về về chức năng, có nghĩa là chức năng của cái cơ quan nội tiết này hoặc là nó tăng lên hoặc là nó giảm xuống. Tức là chức năng nó tăng tiết nhiều nội tiết tố hoặc là giảm tiết nội tiết tố. Còn đối với tổn thương thực thể có người nghĩa là cái tuyến yên hoặc là hệ nội tiết ở vùng dưới đồi nó sẽ bị phì đại, đó là khối u, hoặc là nó bị teo đi. Thật ra khi nó u hay nó teo thì cũng ảnh hưởng đến sự tiết. Nếu u thì lại tăng tiết, mà teo thì lại giảm tiết nội tiết tố. Thật ra tổn thương thực thể nó sẽ nặng nề hơn so với rối loạn chức năng. Thứ hai, chấn thương trực tiếp hay gián tiếp vào tuyến. Đối với cơ thể con người chúng ta thì chỉ có người đàn ông là tuyến nội tiết bị chấn thương trực tiếp, tức là bị chấn thương trực tiếp vào tinh hoàn. Còn tất cả các tuyến khác thì đa số chúng ta bị chấn thương gián tiếp. Về hoại tử thì trong các trường hợp tắc mạch, tức là thiểu dưỡng cho tế bào tuyến, thì tuyến nó sẽ chết đi, tức là tới tuyến bị hoại tử, hoặc bị tác động của một số hóa chất hay độc tố cũng làm cho tuyến bị hoại tử. Khối u lành hay ác? Khối u thì các tế bào tuyến nó sẽ tăng sản, mà tăng sản dù là tuyến u lành hay u ác gì đi nữa, khi đã có tăng sản thì có tăng tiết nội tiết tố ra, dễ dàng dẫn đến u nang. Viêm hay là nhiễm khuẩn? Đa số viêm thì nó có kèm theo nhiễm khuẩn, nhưng hoặc là viêm không nhiễm khuẩn gì cũng vậy, mà hễ có viêm thì nó sẽ ảnh hưởng đến các tuyến rất nhiều kem. Bởi vì viêm thì kem biết rồi, nó sẽ tạo ra một cái môi trường mà trong đó sẽ có sự hoại tử, có sự chết của tế bào. Mà tế bào tuyến chúng ta nó hoại tử thì coi như cái chức năng tuyến nó sẽ giảm đi. Còn một trường hợp đặc biệt trong trường hợp là nhiễm khuẩn, ví dụ như bị bệnh quai bị, khi nhiễm virus quai bị thì nó dẫn đến biến chứng viêm tinh hoàn ở bé trai và viêm buồng trứng ở bé gái. Nếu như bị hai bên thì dễ dàng dẫn đến vô sinh nam hay là vô sinh nữ. Còn về ngộ độc thì giống như là tác động của độc tố hay là hóa chất vậy, nó làm cho hoại tử tuyến. Về rối loạn tuần hoàn tuyến, rối tuần hoàn tuyến có nghĩa là dinh dưỡng cho cái tuyến nội tiết chúng ta nó sẽ giảm đi. Đặc biệt là nội tiết các tế bào tuyến chúng ta nó bị thiếu năng lượng trong hoạt động chuyển hóa của tế bào, ví dụ trong trường hợp bệnh đái tháo đường. Tình trạng đói hoặc thiếu nguyên liệu sản xuất cho từng tuyến thì nó làm cho tuyến nó không sản xuất tốt được các nội tiết tố, dễ dàng dẫn đến bệnh lý thiểu năng. Và tia xạ thì tia xạ chúng ta rất là sợ kem. Các tia ở trong phòng xét nghiệm, các tia ở trong phòng thăm dò chức năng, thì nói chung các tia này nó rất ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết chúng ta. Nhưng mà lạ có một cái, mấy cái tia này nó lại phái tuyến sinh dục hơn là nó phái các tuyến khác. Thật ra nhân viên mà làm trong các phòng có tia này thì một thời gian sau rất dễ dàng dẫn đến vô sinh, nam hay là nữ gì cũng vậy. Bên cạnh đó chúng ta còn có các bệnh tự miễn ảnh hưởng đến bệnh lý nội tiết và do di truyền. Thì đó là một số cái nguyên nhân thì trình bày kem. Chúng ta chuyển sang cơ chế cơ bản của bệnh lý nội tiết. Về cơ chế cơ bản bệnh lý nội tiết thì chúng ta cũng đi làm ba khu. Cái khu thứ nhất là chúng ta nói về thần kinh trung ương, tức là vùng dưới đồi và tuyến yên. Khu thứ hai là chúng ta nói về các tuyến ở cấp dưới, tức là sự hoạt động của các tuyến cấp dưới tạo ra các dạng bệnh lý hoặc u nang hay thiểu năng. Và cái thứ ba chúng ta nói về nội tiết tố sau khi được các tuyến nó tiết ra và nó sẽ được vận chuyển như thế nào, nó sẽ được chuyển hóa đào thải ra làm sao và nó tác động lên tế bào đích để biểu hiện ra bên ngoài cơ thể con người chúng ta với hiệu quả của các nội tiết tố đó như thế nào, từ đó trở thành bình thường hay từ đó trở thành u nang hoặc là thiểu năng. Thì chúng ta lần lượt tìm ba phần như vậy các. Thứ nhất là về rối loạn điều hòa trung ương. Về điều hòa trung ương thì chúng ta có tổn thương vùng dưới đồi và các trung tâm ở phía trên. Thì các chúng ta biết là cái vùng dưới đồi và trung tâm ở phía trên thì chúng ta chỉ có các trung tâm nội tiết và tuyến yên mà thôi. Và các em biết là trung tâm nội tiết thì nó tiết ra các nội tiết tố nó đổ về tuyến yên, và ở tại tuyến yên
Nó nhận nội tiết tố đó, sau đó khi cần thiết thì nó sẽ giải phóng các nội tiết tố từ vùng dưới đồi tưới lên trên các tuyến nội tiết ở cấp dưới. Còn hoặc là bản thân tuyến yên nó cũng tự tiết ra các nội tiết tố cũng chi phối cho các tuyến cấp dưới. Vì vậy mà tổn thương của vùng dưới đồi hoặc tổn thương của tuyến yên thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến các tuyến cấp dưới một cách rộng rãi. Tức là nếu như tuyến yên hoặc vùng dưới đồi nó bị thiểu năng thì các tuyến cấp dưới nó sẽ rơi vào trạng thái bệnh lý thiểu năng. Nhưng không phải tuyến đối, bệnh lý đa tuyến là chủ yếu. Và để xác định một bệnh lý của tuyến nội tiết thì bên cạnh chuyện khám lâm sàng, chúng ta bắt buộc phải đo nội tiết tố của cái tuyến đó để xem coi nội tiết tố tuyến đó lúc này bình thường, tăng hay là giảm. Nếu nó tăng thì chúng ta xác định thiểu năng, nếu nó giảm chúng ta xác định đó là thiểu năng. Nhưng mà chúng ta cũng không có biết được có phải bản chất của cái tuyến đó nó đang bị bệnh hay là không. Cho nên bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu nội tiết tố của tuyến cấp trên. Bởi vì các tuyến ở cấp dưới hoạt động nó chịu sự chi phối phần lớn của các tuyến cấp trên. Do đó chúng ta phải tìm ngược lại nội tiết tố của tuyến yên, xem nội tiết tố tuyến yên nó bình thường hay thay đổi, tăng hoặc giảm. Nếu nội tiết tố tuyến nó bình thường rồi thì chúng ta xem ngược lên trên nội tiết tố của tuyến cấp trên nữa, tức là vùng dưới đồi nó có thay đổi hay là không, để chúng ta khẳng định chuyện xảy ra tại tuyến cấp dưới hay chuyện xảy ra tại tuyến yên hoặc vùng dưới đồi. Do đó bắt buộc chúng ta phải đo nội tiết tố của tuyến đang mắc bệnh và tuyến yên hay tuyến cấp trên. Và chúng ta hiểu trong học sinh lý đó thì rối loạn nội tiết chúng ta nó theo cơ chế liên hệ ngược, tức là phản hồi feedback. Về phản hồi feedback thì chúng ta biết là một tuyến cấp thấp tiết ra nhiều nội tiết tố và chính nồng độ nội tiết tố này sẽ kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên tiết ra một nội tiết tố tương ứng. Tức là cơ thể chúng ta không một lượng nội tiết tố dư thừa để bị hủy một cách oan uổng kem. Vì vậy mà có sự phản hồi feedback để đảm bảo rằng lượng nội tiết tố các tuyến chúng ta tiết ra rất là đều đủ để sử dụng mà thôi. Thầy lấy ví dụ như bất lực do dùng nhiều testosterone ngoại sinh. Ở đây là một ví dụ nói về một người đàn ông ăn chơi, một người thanh niên ăn chơi và đã sử dụng quá nhiều testosterone ngoại sinh. Mà cái biết khi sử dụng nhiều testosterone ngoại sinh thì nồng độ testosterone ngoại sinh ở trong máu của người đàn ông này tăng rất là cao. Thế là nó sẽ tạo ra họ phản hồi feedback. Vì chúng ta xem sơ đồ sau. GnRH được tiết ra từ vùng dưới đồi, tức là trung tâm nội tiết tiết ra, và GnRH sẽ tác động xuống tiền yên, kích thích tiền yên giải phóng ra hai nội tiết tố chi phối cho cả nam lẫn nữ, đó là FSH và LH. Trong FSH thì tác động lên của tinh hoàn để sản sinh ra tinh trùng, trong khi đó LH thì tác động lên tế bào Leydig của tinh hoàn để sản xuất testosterone và điều hòa sự sinh tinh. Bình thường nó như vậy. Nhưng bây giờ do người đàn ông này sử dụng quá nhiều testosterone ngoại này, sử dụng quá nhiều đi, quá nhiều testosterone ngoại sinh này, thì nồng độ testosterone ngoại sinh ở trong máu tăng rất cao và nó tạo phản hồi feedback, nó tác động lên trên tiền yên, nó thôi nghe tiền yên ơi, đừng có tiết ra LH nữa, ta không cần nữa đâu, không ai sản xuất testosterone nữa, do testosterone tràn ngập nhiều quá. Tương tự như vậy thì cũng chính nồng độ testosterone này nó tác động lên trung tâm nội tiết ở vùng dưới đồi để từ đó giảm tiết GnRH luôn, không cho tiết GnRH. Mà từ chỗ không cho tiết RNH thì nó từ từ nó giảm kích hoạt tiền yên, giảm tiết ra LH, có nghĩa từ đó tới bài lợi đích chân tinh hoàn chúng ta sẽ giảm tiết testosterone. Đó là phản hồi feedback. Nhưng mà Kem biết đâu có ngờ rằng khi GnRH nó đã bị giảm tiết thì có nghĩa là nó lại tác động xuống tiền yên, giảm tiết ra bên cạnh LH thì còn giảm tiết cả FSH, FSH.
FSH giảm tiếp thì coi như số lượng tinh trùng của người đàn ông này bắt đầu giảm dần. Tự nhiên, đang thời gian ăn chơi sử dụng quá nhiều testosterone ngoại sinh, người đàn ông này phá sản. Hoặc là cha mẹ bị phá sản không còn tiền để mà ăn chơi để mua mua testosterone chích nữa. Lúc này đột nhiên ngưng testosterone. Mà cái biết khi ngưng testosterone thì sao? Đang lúc ngưng cũng là lúc mà tuyến yên nó đã giảm tiết dần hay là giảm tiết đến độ nó không còn kích thích tinh hoàn, tế bào lấy đích tinh hoàn để tiết ra testosterone nữa, thành ra nồng độ testosterone ngoại sinh trong nội sinh chứ trong cơ thể người bệnh nhân này giảm trầm trọng, giảm đến độ không còn đủ tạo ra sự cương của dương vật nữa. Mà không còn tạo ra được sự cương thì người đàn ông này rơi vào trạng thái bất lực. Bây giờ người đàn ông này muốn cưới vợ hoàn lương để mà có con thì bắt buộc phải sử dụng testosterone ngoại sinh bổ sung vào. Mà khi bổ sung vào rồi thì bản chất cái lượng tinh trùng người đàn ông này đang giảm kem, mà số lượng tinh trùng đang giảm thì người đàn ông này rất khó có con, hay nói chung người đàn ông này rất dễ dàng dẫn đến vô sinh nam sau thời gian ăn chơi trác táng của họ. Thì đó là một cái ví dụ cho các em hiểu về phản hồi feedback cực mạnh của cơ thể con người chúng ta. Rồi chúng ta bàn sang cái khung thứ hai, tức là chúng ta nói về chuyện từng tuyến nội tiết ở cấp dưới, tức là chúng ta nói về sự sản xuất nội tiết tố ở tại từng tuyến. Ở tại đây thì chúng ta sẽ có được hai trạng thái bệnh lý u năng và tiểu năng tại từng tuyến, là do sự tăng hoặc giảm nội tiết tố tại từng tuyến đó. Rồi kem cho thầy biết ý kiến kem coi nè. Khi một tuyến nó bị teo thì người bệnh nhân chúng ta biểu hiện ra bên ngoài là u năng hay thiểu năng kem? Dạ thưa thầy là thiểu năng. Thiểu năng, tuyến hoại tử, Dạ thiểu năng. tuyến phì đại, U năng. quá sản của tuyến, Dạ u năng. ức chế toàn bộ hệ enzyme của tuyến, tức là hệ enzyme của tuyến giúp cho tuyến nó sản xuất được tốt nội tiết tố, bây giờ ức chế toàn bộ enzyme này thì dẫn đến Dạ thiểu năng. thiểu năng, hoạt hóa toàn bộ hệ enzyme này Dạ u năng. u năng, thiếu các điều kiện và nguyên vật liệu để sản xuất ra nội tiết tố, thiếu Dạ thiểu năng. đủ Dạ bình thường này. bình thường, chính xác, đúng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta ở tại từng tuyến thì nó lại có một cái vai trò rất quan trọng ở chỗ là rối loạn tốc độ hình thành và tiết nội tiết tố. Rối loạn này thường do thay đổi độ nhạy cảm của tuyến với sự điều hòa thần kinh và thể dục. Thì các em biết là nội tiết tố chúng ta sau khi tiết ra đổ vào trong máu, hòa vào trong máu, thành ra chúng ta gọi đó là thể dục. Nhưng mà sự tiết nội tiết tố này nó lại chịu sự chi phối cực lớn của hệ thần kinh, đặc biệt là vỏ não kem, đặc biệt là vỏ não. Thầy lấy ví dụ ở trên TV cách nay đâu cũng cả năm rồi, thì có một cái tin thời sự kể về một người hai người đàn ông, một cậu thanh niên trẻ và một người đàn ông trung niên. Thì người đàn ông trung niên này đi làm về rồi gặp một người thanh niên trẻ, tới đèn, người đàn ông trung niên tới đèn đỏ thì dừng đèn đỏ lại, thì người thanh niên này vượt đèn đỏ chạy qua. Sau khi đèn xanh vượt lên thì người đàn ông này chạy rượt theo cậu thanh niên này, và khi chạy rượt theo cậu thanh niên này, người đàn ông này nói rằng em từ đây về sau đừng vượt đèn đỏ, nguy hiểm lắm, ảnh hưởng đến tánh mạng. Thì chỉ cần nói câu nhẹ nhàng như vậy thôi thì cậu thanh niên này sao kem mới suy nghĩ rằng thằng cha nội này liên quan gì tới mình vượt đèn đỏ mắc mớ gì mà phải bà rước theo mà lại sỉ nhục nó như vậy. Thì như vậy cậu thanh niên này đang tức hay đang vui kem, đang tức giận hay đang vui? Có giận không?
Cậu thanh niên này có giận người đàn ông mày mới nhắc nhở mình vượt đèn đỏ không? Thêm cái suy nghĩ có giận không? Dạ có. Ừ giận. Nếu mà cậu thanh niên đang giận thì thần kinh cậu này đang hưng phấn hay ức chế? Dạ hưng phấn. Hưng phấn như vậy thì cậu này sẽ phản ứng làm sao? Mà muốn phản ứng làm sao thì cái hưng phấn thần kinh này được sự chỉ đạo chủ yếu của vỏ não, và vỏ não nó sẽ chỉ đạo cho một cái tiếng nội tiết, tiết ra một nội tiết tố cực mạnh, một lượng nội tiết tố cực mạnh, và tạo cho cái cậu thanh niên này trở thành hung hăng. Và sau đó cậu này dừng lại, chặn đầu xe của cái người đàn ông trung niên này, chặn đầu xe lại và mở cốp xe, rút ra một con dao đâm ọt vào người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên lật ngang chết liền tại chỗ. Tôi thì cảm thấy rất là khủng khiếp. Như vậy chính vỏ não nó đều đã điều khiển cho một nội tiết tố trong cơ thể, một tức nội tiết trong cơ thể chúng ta của người đàn ông, người thanh niên này tiết ra một lượng nội tiết tố để từ đó mà tạo ra một hành động như vậy. Tuyến nội tiết nào đã tiết ra nội tiết tố để tạo ra hành động này kem? Tuyến nội tiết tố nào? Suy nghĩ coi. Tiếng nội tiết nào tiết ra làm cho cậu thanh niên này quả cự cãi với ông người thanh niên này, người đàn ông này, và sau đó mở cốp xe lấy con dao đâm chết người đàn ông trung niên này? Tiếng nội tiết tố nào mà làm cho người thanh niên này quả dưới sự điều khiển của vỏ não? Tiết nội tiết nào kem, và nội tiết tố, và nội tiết tố nào được tiết ra? Phải tinh thần này. Tuyến tuyến gì? Nó lại đem nó lại thằng nghe coi, tuyến Dạ gì? thượng thận. Tuyến thượng, thượng thận, chính xác. Tiết ra gì? Dạ vậy nó liên. Adrenaline. Nãy lên, đúng rồi, chính xác đó. Đó thật ra, con người chúng ta nhạy cảm nhất là adrenaline. Mà khi nó ra nhiều một chút là trở nên quạo quọ. Nó thành ra con người chúng ta rất hay quạo. Quạo quọ, mà khi quạo quọ thì nó sẽ dẫn đến những chuyện rất là không, không hay. Thậm chí là giết người, thậm chí là tù tội, thậm chí là làm ôi, nhiều cái phức tạp lắm kem. Đó, thì do như vậy, cái điều thầy muốn nhấn mạnh kem đây là nội tiết chúng ta nó bị ảnh hưởng rất là lớn bởi sự điều hòa của hệ thận, thần kinh và đặc biệt là vỏ não. Và vỏ não nó đã khiến cho con người chúng ta vi phạm rất nhiều điều cấm hay tạo ra rất nhiều điều ác. Đó, nó dẫn đến con người chúng ta phạm rất nhiều tội lỗi là cũng do điều hòa thần kinh của hệ nội tiết này. Nguyên nhân của sự thay đổi độ nhạy cảm của một tuyến có thể là do rối loạn trong phân bố thần kinh dinh dưỡng của tuyến đó. Dinh dưỡng càng tốt thì hoạt động tuyến càng mạnh kem, hoạt động tuyến càng hiệu quả hơn. Thành ra vấn đề ăn uống nó là rất quan trọng. Thầy lấy ví dụ như ông vua thì ông có rất nhiều, ngoài hoàng hậu, ngoài vương phi ra, ông còn rất nhiều cung tần mỹ nữ, hàng trăm hàng ngàn cung tần mỹ nữ. Do đó mà các thái giám luôn luôn đi tìm ở trong người dân, trong dân gian, các địa phương nào mà có các thực phẩm sung, các thảo dược sung, là truy tầm về để dâng tụng cho vua. Mà vua sau khi được dâng tụng như vậy, vua thích rồi vua sẽ cho ban và nhiều vàng bạc cho thái giám, rồi phân chức tước cho thái giám nữa. Đó. Đó, thành ra lý do tại sao kem ông vua ông ăn, ông uống các loại thuốc, ăn nhiều thực phẩm sung, uống các nhiều thuốc sung thì bù lại những thời gian ông hoạt động tình dục với các cung tần mỹ nữ đó. Đó, thành ra cái vấn đề dinh dưỡng nó cực kỳ quan trọng cho hoạt động của tuyến tinh hoàn của ông vua, kể cả tuyến thượng thận của ông vua nữa kem. Đó, thành ra dinh dưỡng rất là quan trọng.
Ngoài ra, có những tiếng bên cạnh sự chi phối của tiếng yên thì bản thân tiếng đó nó cũng tự có sự điều hòa riêng của nó. Thầy lấy ví dụ, trong lúc chúng ta ăn cơm hoặc sau khi chúng ta ăn xong thì thành phần nào trong máu chúng ta tăng cao lên kem? Đường Thành phần nào? đường Gluco, gluco, chính xác. Và lúc đó chuyện gì xảy ra? Gluco trong máu tăng cao sau ăn hay đang đang lúc ăn thì chuyện gì xảy ra insulin này. nè? Đúng, nó sẽ kích thích cho tế bào beta của tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin được tiết ra nó sẽ gì? Gắn lên thụ thể nằm trên màng tế bào, thụ thể dành cho insulin nằm trên màng tế bào. Mà sau khi gắn lên thụ thể đó, nó kích hoạt một cái quá trình hoạt hóa nội bào để chiếc xe chuyên chở gluta 4 nó chạy ra ngoài màng tế bào, nó mở cái cửa màng tế bào để cho gluco chạy chạy vào chu trình rét để chuyển hóa hoặc để dự trữ thành glycogen. Đó, chúng ta có phương hướng như vậy. Một trường hợp khác, nếu chúng ta lo làm, chúng ta lo học mà chúng ta quên ăn sáng đó, thì ngồi học cho tới khoảng 9 giờ mấy 10 giờ bắt đầu hạ đường huyết, chuyện gì xảy ra lúc này? Lúc cái ông tiết cả Glucagon được tiết ra từ tế bào alpha của tuyến tuyến tụy, nó được tiết ra rất là nhanh đó, và sau khi tiết ra xong thì bắt đầu nó kích hoạt cái chuyện phân giải glycogen ở gan là nhanh nhất. Đó, bắt đầu phân giải glycogen ở gan để mà thải ra gluco đưa vào trong trong máu bù lại lượng đường đang đang thiếu. Thành ra kem thấy khi chúng ta hạ đường huyết, chúng ta cảm thấy cồn cào cái bao tử một hồi, chúng ta giả mồ hôi xong chút xíu hết lướt vào cân đối liền rất là nhanh và tiếp tục ngồi học nữa. Thì đó là vai trò điều hòa thể dục cực nhanh trong máu của những tuyến bên cạnh sự chi phối của tiếng yên mà tự nó tự điều hòa được em, rất là tốt. Rồi chúng ta sang cái khung thứ ba. Khung thứ ba là cái khung mà nội tiết tố đã được tưới vào trong máu từ tế bào tuyến. Đầu tiên chúng ta bàn về sự vận chuyển. Nội tiết tố bản chất nó là protein. Thành ra khi vào máu nó phải được gắn vào một protein khác thành một phức hợp, là một dưới mang danh là chiếc xe chuyên chở. Mà chiếc xe chuyên chở thì nó bảo vệ được nội tiết tố kem. Thầy lấy ví dụ như nội tiết tố tuyến giáp T3, T4 được chiếc xe chuyên chở là tyroxine binding, bản chất là globulin. Nó sẽ bảo vệ T3, T4. Khi nó lợi tuyến giáp nó nhận T3, T4 nó nhận 100%. Nhưng 100% xong rồi, nó chạy đến tế bào đích. Ví dụ như tế bào cơ chẳng hạn, nó tác động vào tế bào cơ. À, thì đến tế bào cơ nó tưới vào tế bào cơ 2% nội tiết tố T3 T4 để giúp cho tế bào cơ chúng ta nó chuyển hóa năng lượng tạo ra sự ấm của cơ thể con người chúng ta. À, và sau khi tưới 2% nội tiết tố vào tế bào đích rồi thì nó chỉ còn 98% thôi và nó lại tiếp tục chạy 98% này, chiếc xe này chạy ào lại tuyến giáp lụm thêm 2% nữa thì nó trở thành 100%, 100% nó chạy qua đây thảy 2%, như vậy nó còn 98%, 98% nó lượm tiếp 2% và nó chạy ngược ra tế bào đích thảy 2%. Và như vậy chiếc xe luôn luôn là 98%. Cho nên nếu tại tế bào đích mà lượng nội tiết tố được thảy ra tăng cao hơn 2% thì rơi vào trạng thái bệnh lý gì kem? Thụ năng hay thiểu năng? U năng này Thụ năng, chính xác. Và ngược lại là thiểu thiểu năng. Và trong quá trình vận chuyển này thì nó còn gặp một cái trục trặc, sự tấn công của kháng kháng thể trong các bệnh tự miễn nữa kem. Rồi rối loạn chuyển hóa và đào thải, thì chuyển hóa xảy ra tại gan và đào thải xảy ra tại thận. Thì những bất thường trong chuyển hóa nội tiết tố cũng hay gặp trong suy gan, sơ gan, viêm gan là do sự tăng hay giảm hoạt tính enzyme hủy nội tiết tố. Thì Cam biết là gan chúng ta là cái nơi nó hủy nội tiết tố thừa. Đó, thành ra
Bản thân chúng ta nam hay nữ, vì gì cũng vậy các em, đều có hai lượng nội tiết tố được vỏ thượng thận tiết ra, đó là androgen và estrogen. Nhưng khi đi qua gan, gan nó sẽ hủy để đảm bảo rằng đặc tính đó là của nam, đặc tính đó là của nữ. Vì vậy mà lượng nội tiết tố do androgen tiết ra nó duy trì trong máu của cơ thể con người chúng ta tương tự như nhau, đảm bảo nam riêng và nữ riêng. Bây giờ ở khi cái gan nó bị suy, bị sơ hay là bị viêm đó, thì chức năng nó sẽ giảm đi, mà chức năng nó giảm đi thì nó sẽ không còn hủy nội tiết tố được tốt nữa, do đó mà lượng nội tiết tố nó trở nên tăng lên, mà nó trở nên tăng lên thì tạo ra trạng thái u nang, kem tạo ra trạng thái u nang. Ví dụ như người phụ nữ mà bị suy gan, sơ gan, viêm gan, tế bào gan nó bị hư rồi, bị bằng chức năng nó giảm trầm trọng rồi, thì tự nhiên mọc râu giống như đàn ông vậy. Những bất thường trong đào thải nội tiết tố cũng hay gặp trong suy thận là do sự tăng hay giảm đào thải nội tiết tố, thì nó cũng dẫn đến trạng thái u nang hay là thiểu nang. Rồi chúng ta chuyển sang rối loạn tác dụng sinh học của nội tiết tố, thì các em biết là nội tiết tố khi muốn có tác động thì nó phải gắn lên thụ thể nằm trên màng tế bào đít thì nó mới có tác động được. Thì lấy một cái ví dụ ở đây, chúng ta có một cái tế bào và đây chúng ta có một cái màng tế bào đây các em, đây màng tế bào đây. Đây là màng tế bào. Và trên màng tế bào này nó có gắn sẵn thụ thể dành cho insulin. Đây là thụ thể dành insulin đây. Và ở đây insulin đã gắn vào. Đã, insulin gắn vào thụ thể này. Mà khi insulin nó gắn vào thụ thể, khi insulin nó gắn vào thụ thể thì nó quạt qua nội bào, qua đạo bào và nó tạo ra kích hoạt chiếc xe GLUT4. Chiếc xe GLUT4 này nó sẽ tiến dần ra ngoài cái màng tế bào và nó mở cửa màng tế bào. Sau khi nó mở cửa màng tế bào xong thì nó sẽ tạo thuận cho gluco từ bên ngoài tế bào đang tăng lên đây chạy xuyên qua chỗ chiếc xe GLUT4 này và nó được đưa đến vào trong chu trình rét. Một mặt khác thì nó còn được đưa vào dự trữ trở thành glycogen. Đó thì đó là cái sự hoạt động của nội tiết tố insulin, muốn có thì bắt buộc phải gắn lên thụ thể nằm trên màng tế bào. Và người ta còn nhận thấy rằng sự tiếp nhận nội tiết tố ở tế bào đít nó đã làm thay đổi tác dụng của nội tiết tố, hay nói khác hơn, sự tiếp nhận nội tiết tố tại tế bào đít nó tùy theo sự nhạy cảm riêng của từng từng cơ thể hay từng cơ địa người. Có người sự tiếp nhận rất là mạnh, có người sự tiếp nhận rất là yếu, đó, có người sự tiếp nhận vừa vừa. Đó. Có thể lấy ví dụ như bây giờ cũng là adrenaline, cũng là được tiết ra. Giờ thì thầy lấy ví dụ như trong cái trường hợp của người đàn ông trung niên bị đâm chết hồi nãy đó kem. Thí dụ đây là một chàng thanh niên mà tình cờ chạy quên nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ thì vượt đèn đỏ luôn. Đó một người thanh niên mà tình cờ thôi nghe, vượt đèn đỏ mà do tình cờ không biết, lo lủi lủi hay lo đang suy nghĩ về người yêu mình như thế nào đó, cái chạy qua đèn đỏ chạy luôn, không để ý đèn đỏ qua luôn. Thì sau khi người đàn ông trung niên rượt theo và người trung niên nhắc nhở như vậy thì cái chàng thanh niên này sẽ nói sao kem? Dạ con cảm ơn bác. Bác ơi, nãy con quên, tại con đang suy nghĩ về người yêu của con. Đó. Thành ra, con cảm ơn bác. Từ đây về sau con không dám vượt đèn đỏ nữa. Nguy hiểm cho bản thân con. Cảm ơn bác thật là nhiều. Thế là hai bác cháu chia tay nhau, mạnh ai nấy đi. Không có chuyện gì xảy ra. Đó, thì như vậy thì các em thấy, khi người đàn ông đó nhắc, người đàn ông trung niên nhắc cái cậu thanh niên vượt đèn đỏ này, đó, thì đầu tiên, thì vỏ não nó cũng chi phối cho cậu thanh niên biết rằng là mình bị bậy rồi đó, được nhắc nhở rồi đó. Adrenaline của cậu thanh niên này vẫn được tiết ra. Vẫn được tiết ra. Tại khi người ta nhắc như vậy, ta chẩn đầu xe lại thì bắt đầu chàng thanh niên này bắt đầu hồi hộp, lo sợ biết chuyện gì xảy ra. Nó adrenaline được tiết ra hơn nhiều hơn một chút rồi. Đó, nhưng mà tới chừng sau khi nhận định lại,
được lời nói của cái ông trung niên này, ông nhắc nhở như vậy. À, thì cái arginine này nó lại nhận vào trong thụ thể dịch arginine và nó phản ứng lại một cách rất là nhẹ nhàng. Dạ hiểu rồi, cháu hiểu rồi, vân 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 vân. Không chuyện xảy ra. Như vậy thì các em thấy cái thụ thể mà tiếp nhận arginine và cái lượng arginine được tiết ra này nó không gây ra một cái hậu quả gì nghiêm trọng cả. Còn trong khi đối với cậu thanh niên mà có tính tình hung hăng như hồi nãy chúng ta vừa bàn xong, thì mặc dù cái lượng nội tiết tố tiết ra nó cũng không có nhiều như lắm đâu, không nhiều lắm đâu các em. Nhưng tại vì người thanh niên này do thần kinh quá hưng phấn đi, sự tiếp nhận cũng quá dữ dội đi, nó thành ra là adrenaline có bao nhiêu cứ nhận vô hết bấy nhiêu, nhận ào 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 vô, mà nhận nhào vô thì nó bắt đầu nó kích hoạt cho người thanh niên này trở nên hung hăng, quá dữ dội và tìm cách để sát hại người đàn ông trung niên kia. Nó thành ra các em thấy cái sự tiếp nhận nội tiết tố thông qua các thụ thể nằm trên màng tế bào đít nó cực kỳ quan trọng các em, và điều đó nó đã quyết định tính khí của tất cả các con người chúng ta. Cái người thì rất là dịu dàng mềm mỏng, có người rất là hung hăng, có người rất là tàn bạo, có người thì thôi chịu thà lép vế tới đâu hay tới đó. Đó là cái thầy lấy một cái ví dụ về về adrenaline. Một ví dụ khác về testosterone, ví dụ thầy có hai người đàn ông, nồng độ testosterone tiết ra ngang nhau, dưới cơ địa họ như nhau, chiều cao như nhau, chế độ ăn dinh dưỡng như nhau, cuộc sống như nhau, môi trường sinh hoạt như nhau. Nhưng có một người do cơ địa thụ thể tiếp nhận testosterone của họ quá nhạy cảm đi, thành ra bao nhiêu testosterone vào họ nhận ao ao ao, nó thành ra nó biểu hiện ra bên ngoài cơ thể của họ cái cảm giác là rất muốn gần phụ nữ, hay là cảm giác rất muốn có được quan hệ tình dục. Nó thành ra người này nói chung họ muốn thỏa mãn tình dục họ bằng mọi giá, thành ra từ chỗ đó đi tìm phụ nữ rồi làm quen rồi quan hệ tình dục, quan hệ tình dục rồi bỏ, bỏ đi tìm người phụ nữ khác làm quen, quan hệ tình dục rồi bỏ, và cứ như vậy bỏ hết người này tới bỏ người khác, miễn sao thỏa mãn cái dục vọng gọi là xong. Thì ông bà già xưa chúng ta gọi những người đàn ông này là dê sòn, dê xong rồi bỏ. Rồi trong khi người đàn ông còn lại thì sao các em? À, lượng testosterone được tiết ra, thụ thể nhận vào, cũng biểu ra người đàn ông bình thường như vậy, gặp phụ nữ cũng làm quen, rồi sau cũng từ từ tìm hiểu, rồi từ từ tiến tới, và một thời gian sau họ tiến tới hôn nhân một cách bình thường. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường của một con người, của một người đàn ông. Nhưng mà khác hẳn hoàn toàn với ông Jason kia. Có thể thì anh thấy cùng một lượng nội tiết tố ngang nhau khi chúng ta đo nội tiết tố một cách chính xác, nhưng sự biểu hiện ra cơ thể con người hai người hoàn toàn khác nhau. Và cái thụ thể dành cho nội tiết tố ở trên màng tế bào đít nó lại có tính cách di truyền, tính chất di truyền. Thành ra nó di truyền từ đời trên qua đời dưới. Do đó mà các bà già xưa khi mà chọn rể hay chọn dâu, họ hay đi tìm hiểu về ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông cố bà cố, sơ bà sơ đồ đó, ba má nó như thế nào để xem coi nó có cái gen dê không, vân vân. Thì đó là như vậy Kim. Thành ra cái vai trò của thụ thể nằm trên màng tế bào đít cực kỳ quan trọng. Một ví dụ khác thì cho Kim là thiếu bẩm sinh thụ thể với androgen sẽ xuất hiện cái dấu hiệu nữ hóa tinh hoàn ở nam giới. Để lấy bé trai nó 15 tuổi, bé trai 15 tuổi thì bắt đầu cơ thể nó sẽ phát triển để trở thành từ từ thành một người đàn ông vai u ngực bắp, nó trở thành một người đàn ông chuẩn men. Thì lúc này vỏ tường thận nó tiết ra rất nhiều androgen kem, nhưng xui thai cơ thể nó bẩm sinh là thiếu đi thụ thể dành cho androgen, cho nên androgen được tiết ra lúc này cái nồng độ cao hơn rất là nhiều, nhưng không có chỗ gắn. Mà không có chỗ gắn thì thằng 50% của thằng estrogen nó gắn đều hết, nó lạ lắm, phần còn lại 50% estrogen gắn trơn vô luôn. Và thế là bé trai này nó phát triển theo chiều hướng một bé gái, bắt đầu chiều cao nó vẫn cao vậy đó, tay chân nó thì không có dây vai ôm ngực bắp nữa mà nó suông ruột, giọng nói thì nó trong vắt như giọng nói con gái, và ngực nó bắt đầu rung lên rất là đẹp như ngực của phụ nữ. Nó thành ra các nhà học người ta nhận thấy
ta nhận thấy những hình ảnh của những bé trai như thế này và người ta phát hiện ra đó là thiếu thụ bẩm sinh thụ thể dành cho androgen, và người ta các tác giả mới đặt tên đó là dấu hiệu nữ hóa tinh hoàn ở nam giới, có nghĩa là nam giới có bộ phận sinh dục nam nhưng là phát triển cơ thể của một bé gái. Rồi bây giờ chúng ta làm vai trò của bác sĩ, chúng ta là chẩn đoán u năng thiểu năng tuyến nội tiết. Các bước tiến hành, nói gì thì nói, khi chúng ta muốn chẩn đoán bệnh chúng ta phải khám lâm sàng, và khám lâm sàng xong rồi thì chúng ta phải xác định có u năng hay là thiểu năng. Mà u năng thiểu năng này chúng ta phải loại trường hợp u năng giả, thiểu năng giả ra, chúng ta chỉ sử dụng thật thôi. Và cuối cùng chúng ta xác định tai tiếng hoặc ngoài tiếng để chúng ta điều trị cho nó chính xác, chẩn đoán chính xác và điều trị chính xác. Về phân biệt u năng hoặc thiểu năng giả, thì chúng ta có u năng giả là tuyến sản xuất lượng nội tiết tố bình thường, không cao hoặc thậm chí còn thấp, nhưng về lâm sàng vẫn có cấp hiện của một trường hợp u năng, có thể là do lượng nội tiết tố sinh ra bị hủy chậm trong suy gan hoặc đào thải chậm trong suy thận. Thứ hai là do cơ quan đít tăng nhạy cảm với nội tiết tố, có nghĩa thầy muốn bàn về cái chuyện thụ thể nằm trên màng tế bào đít quá nhạy cảm với nội tiết tố khi nội tiết tố nó vừa đến gắn vào. Thứ ba là do cơ thể người bệnh nhân này sử dụng quá nhiều nội tiết tố ngoại sinh. Rồi bây giờ về thiểu năng giả. Thiểu năng giả được xác định chẩn đoán bằng cách đo lượng nội tiết tố trong máu. Rồi trước khi qua bệnh sinh các rối loạn nội tiết thì thầy có một cái ví dụ. Thì có một cái công ty vệ sĩ, công ty vệ sĩ thì các anh biết những người làm vệ sĩ, làm bảo vệ đó thì họ phải khỏe, cơ bắp phải họ phải có nhiều thì họ mới mạnh mẽ được, mới bảo vệ được cơ quan, bảo vệ được công ty, bảo vệ được nhà, được bảo vệ nhà dân, được người ta mới thuê mướn được. Nó vì vậy mà ông giám đốc công ty này trong một đợt khám sức khỏe trong năm thì ông lại cho nhân viên ông đo nội tiết tố, mà nội tiết tố của đàn ông gọi là đo nội tiết tố testosterone. Thì trong cái nhóm công nhân ổng cả khoảng cả trăm người thì tình cờ lại có một người nội tiết tố testosterone tăng cao gấp 10 lần. Thì lúc này bác sĩ mà phụ trách chủ tịch hội đồng khám sức khỏe mới mời ổng lại. Rồi bây giờ nếu kem đóng vai trò là bác sĩ chủ tịch hội đồng khám sức khỏe cho cái công ty này thì các em hỏi câu gì, chỉ cần hỏi câu gì thôi để chúng ta sẽ phát hiện được người đàn ông này có sử dụng testosterone ngoại sinh hay là không. Hỏi câu gì các em? Thôi có gì các em, sao rồi? Em đặt cho thầy câu hỏi coi. Có loạn cương dương không này? Hả? Mục đích chúng ta hỏi là để xem coi là người ông có sử dụng testosterone ngoại sinh hay là không. Đó. Tự nhiên hỏi rối loạn cương dương không? Kỳ vậy. Hỏi của ông là có mấy Hỏi đứa tăng. con không thầy? Không, có mấy đứa con cũng không phải luôn nè. Hỏi tần suất của thầy. Cô không có tần suất luôn nữa. Hỏi vậy kỳ lắm, ngượng lắm. Hỏi câu nào tế nhị hơn một chút. Có dùng thuốc không thầy? Chính xác. Hỏi nhẹ nhàng thôi. Đó. Nếu chúng ta là
chủ bác sĩ chủ tịch hội đồng khám sức khỏe thì chúng ta sẽ mời cái ông này lại, thì té ra ông này là phó giám đốc công ty đó, ông là phó giám đốc công ty đâu kèm cho vừa đâu, ông là phó giám đốc công ty đó. Thì bác sĩ mới hỏi là trong thời gian gần đây anh có sử dụng thuốc gì không, chúng ta cũng ta cũng không có thể hỏi thẳng vào anh có sử dụng thuốc sung không, kỳ lắm không có được. Chúng ta phải hỏi nhẹ nhàng chút xíu đó. Anh có sử dụng thuốc gì hay là không đó, tại vì chúng ta không thể hỏi là anh có điều trị bệnh gì không, không nên hỏi như vậy. Chúng ta hỏi có sử dụng thuốc gì không thôi đó. Nói sử dụng thuốc là người dân họ hiểu ngay kem, tại vì người dân chúng ta đâu phải ai cũng là ngành y đâu đó. Chúng ta hỏi một câu thật là dân dã một chút, anh có sử dụng thuốc gì hay không, ông khai liền kem, ông khai ngay. Ờ, bác sĩ ơi, bác sĩ biết không, tôi có đứa cháu trên nó là lớp phó học tập lớp B 33 33 đó bác sĩ, lớp phó học tập lớp B 33. Nó nói thầy Long dạy có testosterone ngoại sinh đó, thuốc Suprathnong đó chích hiệu quả lắm. Nó thế là nó mua về nó chích cho tôi bác sĩ ơi đó, và chích hôm nay cả tháng thì sao đó, mỗi ngày chích nóng, mỗi ngày chích nóng, mỗi ngày chích nóng, chích cả tháng mà hiệu quả lắm bác sĩ ơi. Ông này còn nói hiệu quả lắm bác sĩ ơi. Nó thì như vậy thì sao kìa, chúng ta phát hiện được rằng đây là một trường hợp u nang thật hay giả. Dạ Giả có cần điều trị không? không Không, không cần điều trị đâu. Và lúc này chúng ta là bác sĩ chủ tịch hội đồng khám sức khỏe, chúng ta nói rằng anh ơi, tôi khuyên anh một câu thôi, anh ngưng ngay thuốc đi, anh sử dụng một thời gian sau là thằng nhỏ anh nó liệt luôn. Ông nghe chưa, liệt luôn, sợ quá. Ông nói một tổ cha mày, mày hại tao rồi nha, lớp phó học tập lớp B 33 ơi. Đó thì các em thấy, thành ra chúng ta bắt buộc phải xác định cho được đó là thật hay hay giả. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về các bệnh sinh của các loại nội tiết. Thì ở đây chúng ta sẽ chia làm ba khu cho các em dễ phán đoán. Khu thứ nhất là chúng ta nói về khu trung ương, khu thứ hai là chúng ta nói về khu tại từng tuyến tiết nội tiết tố, và khu thứ ba chúng ta nói phía sau là khu số 1 là gắn nội tiết tố vào đầu tiên tải, khu số 2 là bất hoạt đạo tải, và khu số 3 là tác động ở tại các thụ thể ở tế bào đích. Chúng ta có ba khu như vậy. Bây giờ mức độ tổn thương tức là ở trung ương nó tác động như thế nào, trung ương nó tác động như thế nào, kích thích như thế nào mà cái tuyến này rơi vào thiểu năng kem, kích thích mạnh hay yếu. Ở trung tâm nội tiết hay là tuyến yên kích thích mạnh hay yếu mà tuyến cấp dưới rơi vào thiểu năng? dạ yếu này Kích thích yếu, chính xác. Và ngược lại là mạnh, có ức chế. Ức chế như thế nào rơi vào thiểu năng? mạnh đó thầy. Ức chế mạnh, đúng rồi, ngược lại. Trương thành và nội và tiết nội tiết tố tại từng tuyến như thế nào rơi vào thiểu năng? Giảm đó thầy. Giảm đi, đúng rồi, và ngược lại tăng lên. Sự gắn vào đầu tiên tải tăng hay giảm dẫn đến thiểu năng? Sao nín khe rồi, chỗ này Tăng sao ạ. đứa giảm đứa tăng, ai đúng ai sai? Sao giờ chốt lại, tăng hay giảm? Dạ tăng thầy. Gắn vào đầu tiên tải tăng thì tuyến thiểu thiểu năng, chính xác. Tại sao các em? Tại vì nội tiết tố chúng ta tại tế bào đích chỉ có 2% thôi, nếu mà nó gắn vào đầu tiên tải tăng lên trên 98 từ 98 rưỡi 99 thì nội tiết tố tại tế bào đích chúng ta chỉ còn có một hoặc một rưỡi thôi, thành ra nó sẽ thiểu thiểu năng, và ngược lại là giảm. Bất hoạt và đào thải nội tiết tố ở tại bất hoạt ở gan, đào thải ở thận, tăng đào thải ở thận gì đó, thì lúc này tăng hay giảm dẫn đến thiểu năng? Tăng á thầy. Tăng, đúng rồi, và ngược lại là giảm. Sự tiếp nhận ở tế bào và độ nhạy ở mô, tức là chúng ta nói về sự nhạy cảm của thụ thể dành cho nội tiết tố tại tế bào đích, lúc này tăng hay giảm mà dẫn đến thiểu năng?
Dạ giảm. Giảm, đúng rồi, và ngược lại là tăng. Rồi, các em quá giỏi rồi. Ừ. Rồi, các em ráng nhớ cái khung này, cái khung bệnh sinh các rồi nội tiết này nó sẽ giúp các em hiểu tường tận hơn khi nào u năng, khi nào thiểu năng. À, về chẩn đoán u năng và thiểu năng do nguyên nhân tại tuyến hoặc ngoài tuyến thì chúng ta khẳng định cuối cùng là phải u năng thật hay là thiểu năng thật chúng ta mới chọn để chúng ta chẩn đoán và điều trị. Thứ hai, chúng ta cần phải xác định tại tuyến và ngoài tuyến. Bây giờ thầy lấy một ví dụ khác. Trẻ phát triển sinh dục sớm. Một bé gái nó khoảng 13 tuổi. 13 tuổi thì nó phát triển như là một thiếu nữ 18 tuổi rất là xinh đẹp, cao ráo. Trong khi đó một bé trai nó 15 tuổi, nó phát triển rất là chuẩn men, đẹp trai, tướng vạm vỡ, cao ráo như người thanh niên 18 tuổi. Như vậy thì sao? À, cha mẹ em thấy vậy sợ không các em? Cha mẹ nó thấy sợ không? Đứa 13 tuổi mà phát triển như thiếu nữ 18 tuổi, đứa 15 tuổi phát triển như một chàng thanh niên 18 tuổi. Cha mẹ thấy vậy sợ không? Dạ sợ. Sợ? Chưa đâu, nó còn đòi. Bé gái đòi mẹ 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 gả con cho cái anh mà học cùng trường con đó mẹ. Còn bé trai nó mẹ 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 cưới cái con bé mà học cùng trường con đó mẹ. Đó thì hai bà mẹ sợ quá đưa đi bác sĩ liền. Đó đưa bác sĩ liền thì vào bác sĩ thì điều đầu tiên là đo nội tiết. Tiết tố cả hai đứa. Tất cả đều tăng. Estrogen tăng và testosterone cũng tăng, xác định u năng buồng trứng và u năng tinh hoàn. Điều này tốt hay xấu? Để xác định tốt hay xấu thì chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện này nó xảy ra tại buồng trứng hay chuyện này xảy ra tại tinh hoàn. Hoặc là chuyện này xảy ra ở tại trên tuyến yên kìa, trên vùng dưới đồi kìa. Đó. Thành ra chúng ta phải xác định tại tuyến hoặc ngoài. Ngoài tuyến là chúng ta hướng chúng ta điều trị. Chúng ta chẩn đoán bệnh chính xác và chúng ta điều trị chính xác. Do đó bắt buộc chúng ta phải cho đo nội tiết tố của tuyến. Tuyến yên. Đo nội tiết tố tuyến, hai tình huống xảy ra. Một là tăng, hai là bình thường hoặc giảm một tí xíu. Nếu như tăng, đó là tại tuyến hay ngoài tuyến các em? Nếu như tăng, là tại tuyến hay ngoài tuyến? Ngoài tuyến rồi. Ngoài tuyến, chính xác. Và ngược lại là tại tuyến. Rồi bây giờ các em suy nghĩ giùm thầy coi. Ngoài tuyến, tốt hay là xấu? Dạ nếu mà ngoài tuyến thì nó xấu thầy. Lý do? Dạ tại nếu mà ngoài tuyến thì nội tiết tố nó tăng lên, mà nó tăng lên thì mình lúc đó mình phải làm thêm một cái RNGH thầy, mà nếu mà RNGH nó tăng lên nữa thì cái nó bị là ở chỗ cái trung tâm nội tiết thầy. Nếu GnRH mà tăng lên thì chính xác là bệnh lý tại trung tâm nội tiết, có nghĩa lúc này ở trên trung tâm nội tiết nó có xuất hiện một khối. Dạ, nó có khối u. Khối u ở trung tâm nội tiết, mà cái khối u đó nó phụ trách cho tiết ra GnRH. Rất tại nó có nhiều cái hạch nội tiết mà tiết ra nhiều nội tiết tố khác nhau. Nó thành ra khối u nó liên quan đến tiết GnRH, tức là u não rồi. Tình huống thứ hai, nếu như GnRH bình thường thì sao em? Dạ nếu mà nó bình thường ở tại tuyến thì không. Cái là cái tuyến nó bình thường thầy. GnRH bình thường thì lúc này ở đâu? Chuyện xảy ra ở đâu? Dạ ở nó xảy ra ở tại tuyến thầy. Chưa phải, suy nghĩ cho kỹ lại đi. Hồi nãy chính em nói, thầy nói nghe. GnRH bình thường trong trường hợp này. Đây, trong trường hợp này. À. Sao? Nếu mà nó bình thường thì có thể là do u nang buồng trứng và u nang tinh hoàn này. Suy nghĩ kỹ chút xíu thôi trả lời. GnRH bình thường là chuyện không xảy ra tại vùng dưới.
vùng dưới đồi, không phải vùng dưới đồi đâu, không xảy ra tại trung tâm nội nội tiết. Nhưng lúc này nội tiết tố Thiếu Yên thì sao, vẫn còn đáng. Còn đang gì? Đang tăng. Đang tăng. Nó không phải là vùng dưới đồi thì còn của ai? Của Hoàng Tiến Yên này. Của Tiến Yên. Như vậy là bây giờ là ưu tiến. Ưu tiến Yên. Đó. Hoặc ưu tiến Yên hoặc là một cái khối u ở vùng dưới. Dưới đồi khác ngoài Tiến Yên. Dù là hai trường hợp đó thì tốt hay là xấu? Dạ, hai cái đó đều xấu rồi. Hai đó đều xấu hết. Đó, và chúng ta điều trị hai cái đó rất là gian nan, vất vả, không phải đơn giản. Rồi, bỏ qua trường hợp thứ nhất, sang nào trường hợp thứ hai. Nếu Tuyến Yên, nội tiết tố bình thường, thì bây giờ chuyện chỉ xảy ra tại tại tuyến. Và nếu tại tuyến, thì bây giờ bác sĩ đưa bé gái đi vô xem. Đi xem thì buồng trứng phát triển bình thường. Phát triển bình thường. Bình thường đây là bình thường của một buồng trứng của một người phụ nữ 18 tuổi có khả năng sinh em bé. Như vậy tốt hay xấu? Dạ tốt rồi. Tốt đó. Còn bé trai, bác sĩ đưa vào khám trong. Tinh hoàn phát triển rất là tốt. Tinh hoàn phát triển như tinh hoàn của một người thanh niên 18 tuổi trở lên. Và kích thích sự cương nó rất là tốt. Dương vật phát triển rất tốt. Rồi, như vậy bé trai cũng vẫn rất là tốt. Như vậy cả hai trường hợp bé trai và bé gái này rất là tốt. Có bệnh lý gì không? Dạ không, cái đó không. Có thể là do nguồn dinh dưỡng á thầy. Chính xác, do nguồn dinh dưỡng, do cha mẹ cho ăn nhiều quá trời nhiều thứ rồi. À, hoặc là do cái gen gì? À, di truyền của cha mẹ ông bà nó từ xa xưa truyền lại như tới đợt nó cái nó đột biến gen ra đó, bởi đột biến gen nó phát triển vèo vèo to đùng vậy đó, nó nhanh như vậy đó. Nó thật ra đây là cái chuyện rất là tốt, đây là hai cái gen rất là tốt em, tốt lắm, nó không ảnh hưởng gì hết, nó phát triển bình thường. À, vì vậy nhưng mà thôi đừng cho nó cưới lấy chồng cưới vợ sớm, khi nó đi học đại học xong trở thành bác sĩ xong rồi đi hả cho lấy chồng cưới vợ. Và nếu nên như là mà bệnh viện lớn mà có khoa vô sinh thì chắc chắn ông bác sĩ ông sẽ đề nghị là sau này bé trai này sau này con lớn lên con có gia đình xong rồi đó thì lâu lâu con đến bệnh viện cô bác vô khoa vô sinh để con hiến tinh trùng của con để mà giúp cho những người vô sinh nam để mà người ta có được con, thì tinh trùng của con rất là quý, rất là tốt. Bé gái cũng vậy, thế nào bác sĩ vô sinh cũng sẽ sinh trứng của bé gái này đó để dành cho những người phụ nữ vô sinh nữ đó. Thành ra trường hợp đó rất là tốt. Thì qua ví dụ này để giúp các em hiểu rằng khi chúng ta đo nội tiết tố xong, khám lâm sàng xong, đo nội tiết tố xong, chúng ta phải xác định là cái chuyện này xảy ra tại cái tuyến đang bị bệnh, biểu hiện ra bên ngoài là bệnh của cái tuyến đó rồi, nhưng chúng ta phải khẳng định đây là chuyện xảy ra tại tuyến này hay là chuyện của vùng dưới đồi hay là tuyến yên để mà chúng ta chẩn đoán cho chính xác, chúng ta điều trị mới chính xác được. Chứ để không thôi chúng ta điều trị không chính xác thì nó là không hiệu quả gì cả. Mà cái biết nội tiết tố mà điều trị đâu phải một ngày một bữa là xong. Điều trị thời gian rất kéo dài. Mà chúng ta điều trị tầm bậy thì nó là con dao hai lưỡi dành cho cơ thể người bệnh nhân chúng ta. Thành ra đó điều không tốt. Đó lý do tại sao chúng ta bắt buộc phải xác định được nguyên nhân tại tuyến hay nguyên nhân ngoài tuyến. Rồi, đó là toàn bộ bài thì trình bày kem trong sáng nay. Còn bài tập tự học là trình bày cơ chế vô sinh nam do LH giảm và FNH giảm. Các em có thắc mắc gì không kem? Có cần hỏi gì không? Rồi, các em quét điểm danh dùm thầy đi các. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi thầy. Ừ, hỏi đi em. Như em khác thì quét điểm danh đi các. Em bây giờ, thầy lại bây giờ, trẻ em hay phát dục sớm do thức ăn nhanh đâu thầy. Giờ mình có cách nào mình phòng ngừa không thầy?
Không, đó là chuyện tốt em. Có chuyện rất tốt. Chỉ trừ có cái như thế này. Nó ăn quá xa dư thừa năng lượng đi, nó dẫn đến béo phì, đó là cái chúng ta đang sợ đó. Nó cái đang sợ, thành ra chúng ta sẽ tiết chế chế độ ăn khi nó rơi vào béo phì. À, chứ còn những trường hợp khác, ví dụ như nãy về phát triển sinh dục sớm, nó chuyện bình thường chả sao cả em. Nhưng mà nó thiếu kiến thức giới tính thì bây giờ nó mang thai ngoài ý muốn rồi này kia thầy. Thì cái đó làm cha làm mẹ thì phải biết cách hướng dẫn cho con cái thôi chứ sao giờ. Còn về kiến thức giới tính thì chính phủ chúng ta thì lại chưa có lồng ghép vào trong trường học sớm và hoàn thiện đầy đủ, tại vì nó vẫn còn nhiều cái ý kiến trái chiều đó, thành ra cha mẹ là cái điều tiên quyết giúp cho con cái nó hiểu được chuyện này hơn kem. Thì thầy lấy ví dụ như ở nước ngoài, ở các nước tiên tiến thì cái chuyện quan hệ tình dục của nó không thành vấn đề gì lắm. Bắt đầu 15 tuổi là nó đã quan hệ tình dục rồi và nó biết tự bảo vệ cơ thể nó để không bị mang thai đó, và nó coi chuyện quan hệ tình dục là chuyện bình thường đó. Còn trong khi ở Việt Nam chúng ta thì chế độ phong kiến, thành cứ cứ ấp ủ nó ấp ủ cái gì cũng giấu, cái gì cũng ngượng, cái gì cũng ngại, không có nói, không có dạy, thành ra rất là khó. Cái đó chắc chờ cha mẹ nó hướng dẫn đó thôi chứ chịu em ơi. Rồi Dạ đúng thầy. còn hỏi gì khác nữa không?